Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Vao này, Vision này, Vinfa này, Future này, ABSH trong kho số lượng rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu mua dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo nha. Chị đồng hành giới thiệu và trong này có ông Trang, show trợ giới thiệu của ông Trang. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Là Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì tại thời điểm hiện tại, những cái dòng xe mà cực kỳ là siêu best seller tại bên cửa hàng Trang. Đặc biệt hơn là có dòng Vario 125 phiên bản trắng hồng và trắng xanh. Siêu hot luôn. Mà hiện tại nha mọi người, cập nhật giá mới nhất nha mọi người. Cuối tháng rồi, xả lô luôn. Khóa thường là còn 36 triệu đồng, Smart K là 39 triệu đồng một em. Số lượng nhiều lắm nha mọi người. Số lượng rất là nhiều luôn nha mọi người ha. Đối với bảng màu sơn nha mọi người chỉ cần cộng lên tín sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu thôi nha mọi người. Đấy. Dưới này có Future này. Future thì cũng có đủ màu á, màu trắng, màu xanh, màu đen rồi đây. Đỏ. Hai em phiên bản mà xanh bánh cam, bánh mâm như này đây. Thì Trang nói sơ cho mọi người qua là bánh cam sẽ là 34 còn bánh mâm như thế này là 36 nha mọi người. Đó. Sirius. Mâm, em này 21 triệu đồng, Future trắng đen là 36 này cả nhà. Còn Way Alpha 17 nha, Way Alpha trắng đen 17 luôn nha mọi người. Rồi, Vision thể thao này, bản này đang hot này nè. Đây, cái hàng này gọi là siêu hiếm hàng mà siêu hot hàng luôn. Hiện tại xả lỗ cho anh em luôn, 36 triệu 500 một chiếc nha mọi người. Rất nhiều bạn hỏi Trang luôn nha mọi người, 36 năm một chiếc. Còn phiên bản mới skin 44 triệu đồng này, bao gồm thuế VAT 10% nha. Anh em sở hữu ngay giúp Trang từ 5 triệu đồng là anh em lụm xe nha mọi người. Vario 125, em này Smart K đời mới của năm 2024. 39 triệu đồng một em nha, bao VAT. Vàng cát. Vàng cát. Ba em này 40 này, Smart K lên từ 40 này. Đấy. AB. Rồi AB 125 này mọi người. Em này đời 2023. Em này sẽ có giá là 42 triệu đồng nha cả nhà, bao VAT nha. Màu đỏ cũng tương tự là 42. Đỏ cũng tương tự là 42. Đấy. Vision. Vision tiêu chuẩn cao cấp. Em này 32 triệu 500 cả nhà yêu ha. Sẽ có rất là nhiều. Đỏ thì nhiêu? À, đỏ sẽ là 32 triệu 500 luôn, đồng giá với màu trắng luôn. Mót, bạc, mót, xám, bạc, xám. Sẽ có giá là 63 triệu đồng, cả nhà yêu ha. 155. 155, ẹt 1555. À, con này sẽ là 44 triệu đồng, bao gồm thuế VAT 10% này cả nhà này. Phu chờ đỏ này. Phu chờ đỏ em này 36 triệu đồng ha. 36 triệu đồng một em. Rồi, con này là SH xám xi măng. Ồ, SH xám xi măng. Em này sẽ là 63 triệu đồng một em nha cả nhà. Góp chạy trước chiếc trang từ 10 triệu để nhận xe nha cả nhà ha. 160 ABS này. Đi mặt nạ mũ màu đen này, em này 103 triệu nha cả nhà. Đây, em này cũng đồng giá 103 luôn nha mọi người. Còn đối với mà đời cũ của năm 2023 sẽ có giá là 101 triệu đồng cho phiên bản này ha. Sở hữu ngay dòng xe này về. Sonic 47 triệu nha cả nhà. Đấy. Sonic 47 triệu nha. 155. 155 CBS đời mới 2025. Em này sẽ có giá là 47 triệu đồng. Góp công ngay giúp Trang từ 5 triệu đồng là mình sở hữu nha. Đây rất là nhiều dòng xe cho anh em lựa chọn luôn. Ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào có nhu cầu mua cái dòng nào thì nhắn tin á. Tại vì chặt quá thì cũng chả quay được hết đâu cho mọi người đâu ha. Ok, chào mọi người nha.